Em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thư. Dạ. Cùng bạn gái bên đó, cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Văn Bình, năm nay em 34 tuổi, em quê ở Bắc Giang. Hiện tại thì em đang làm nhân viên lái xe cho một công ty bên quận 7 ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mời đàn gái. Xin kính chào quý vị khán giả có mặt ở trường quay cũng như quý vị khán giả xem này. Xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ. Chào em. Mình tên là Nguyễn Ngọc Nhung, hiện năm nay 35 tuổi, hiện sống và làm việc ở Củ Chi. Chị làm công việc gì ở Củ Chi? Dạ, làm phát triển giày mẫu hả chị? Giày mẫu? Dạ. À. Ở quận mấy? Dạ, ở Củ Chi anh Quyền Linh. Làm ở Củ Chi luôn em? Dạ. Rồi, vậy bây giờ mời Bình giới thiệu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mình nha. Dạ, điểm yếu của em thì chế biến và nấu ăn rất kém ạ, cũng không khéo tay. Dạ, cũng sống cũng nặng tình, nội tâm. Còn điểm mạnh của em thì em cũng rất thích ca hát, du lịch và thể thao ạ. Ca hát du lịch luôn? Dạ. Làm dạ. Bài cho nó vui vui coi. Dạ, em đồng ý ạ. Rồi. Để cho không khí trường quay thêm vui và để gửi tới một món quà tinh thần cho bạn gái cũng như là toàn thể quý vị ở đây, em gửi tới bài hát mang tên là Lời Anh Muốn Nói ạ. Lời anh muốn nói đó bên đàn gái. Bắt đầu. Dạ. Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời, anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó, nhưng anh sẽ hứa anh yêu em thật nhiều, yêu em không cần lý do. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh yêu em chỉ vậy thôi. Wow. Đấy, một lời giới thiệu đàn trai rất là ấn tượng nha. Mời đàn gái. Dạ, em xin giới thiệu về điểm mạnh của em về khoản nội trợ cũng như là nấu ăn thì tự chấm cho mình một điểm cộng. Về trong giao tiếp xã hội thì tương đối ổn. Trong công việc em là một người rất là cầu tiến và làm việc rất là có trách nhiệm. Dạ. Đối với gia đình thì em quan tâm chăm sóc, với lại là có một điểm là luôn luôn nghĩ và vì người khác trước, sau đó mới tới bản thân mình sau. Hay quá. Vậy thì cái đường tình duyên của mình như thế nào ạ? Dạ thì em cũng đã trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì cũng quen được khoảng 3 năm nhưng mà là yêu xa. Yeah. Thì bạn ấy có một người con gái khác nên tụi em đã chia tay. Sau đó là có quen với lại một bạn người Trung Quốc. Nhưng mà khi mà gia đình biết thì gia đình đã không cho quen với nhau và tụi em đã chia tay. Thì từ đó đến nay cũng khoảng 6 đến 7 năm rồi. Thì em cũng có gặp một vài người đó nhưng mà không đi đến đâu cả. Đàn trai ơi. Dạ. Vậy còn đường tình duyên của mình thì như thế nào? Dạ em cũng trải qua 3 mối tình ạ. Mối tình nào dài nhất? Dạ mối tình dài nhất là mối tình thứ 3. Em và bạn đó cũng quen nhau khoảng 4 năm. 4 năm luôn? Dạ. Nhưng tại sao lại chia tay? Dạ lý do là vì khi đó thì em lại có đi xuất khẩu lao động 3 năm bên Đài Loan. Và có lẽ là do lỗi là do em. Dạ. Tốt. Đàn ông nhận lỗi là do mình là tốt. Theo em thì mình lỗi cái điều gì? Có lẽ cũng như một phần là lý do là anh xăm bằng cách lòng. Thực sự bên đó thì em cũng có quen một bạn gái khác ở bên rồi. Đó em cũng có điện về chia sẻ thật, cũng mong là bạn đó ở Việt Nam có thể tìm được một người phù hợp hơn và tiến tới hôn nhân, tại vì cũng không còn trẻ. Rồi anh hiểu rồi. Dạ. Như vậy là đã tìm ra được cái nguyên nhân tại sao mình có thể thất hứa với lại những mối tình trước rồi. Cố gắng mối tình này chúng ta phải hoàn thiện hơn nữa, phải chăm sóc người yêu, yêu thật lòng mình hơn nữa em nhé. Dạ. Em đây. Cái mẫu hình lý tưởng mà chị mong muốn là như thế nào? Dạ, tại vì em là một người phụ nữ của gia đình thì em vẫn muốn tìm một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, cầu tiến cũng như là chăm chỉ. Với lại là chung thủy. Còn về ngoại hình thì như thế nào? Chị mong muốn như thế nào? Dạ, cao trên 1m65. Dạ. Không hói là không bụng phệ. Tôi qua, để tôi qua. Không hói không bụng phệ. Trời ơi, vậy nè. Hói sao rồi bụng phệ sao? Dạ, bụng phệ là bụng bia. Đâu phải ai, có người không uống bia bụng vẫn phệ vậy. Hói sao? Sao dạ. Mà em không thích? Em không hiểu sao nhưng mà khi mà em đối diện với lại một người có mái tóc hói thì cái cảm nhận đầu tiên, cảm xúc của em nó tụt mút. Dạ, đúng không? Dạ, nó tụt mút đúng rồi. Nó tụt lắm anh. Các cô gái bây giờ cứ hay như thế, đừng có quan tâm đến cái chuyện gọi là tóc tai của người ta, biết đâu đó là gọi là cái di truyền của người ta, cái gen của người ta, biết đâu ta suy nghĩ nhiều quá nó hói.
cái điều quan trọng đối với các cô gái anh nghĩ là gì? Cái người đối diện người ta có yêu thương mình hay không? Bây giờ giữa một người chồng rất là đẹp trai, suốt ngày lăng nhăng nhậu nhẹt với một người rất là hói, người ta vẫn thương em, người ta chăm sóc yêu em cả cuộc đời luôn, vậy thì em chọn ai? Chắc chọn giống như người anh Quyền Linh nói. Thấy chưa? Chị không thích đàn ông như thế nào ạ? À? Dạ, nhậu nhẹt, hút thuốc, với lại là cờ bạc. Em có nhậu nhẹt, hút thuốc, cờ bạc không? Dạ, em không cờ bạc và không hút thuốc và rượu bia thì cũng rất ít. Ít thôi, nhiều quá không tốt. Rồi, qua xem mắt đi. Để em qua kiểm tra đàn trai coi sao nè. Đàn trai tôi đẹp trai lắm mà, ở Bắc Giang á. Em chào chị, làm thư. Chào anh. Dạ. Ủa mà anh ơi, như em thấy anh quen quen, mấy em gặp anh đâu rồi ta? Dạ, trước đây thì em có lái xe cho chị ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Cũng có thể là chị em mình đã gặp nhau ở chương trình đó. Chị em thấy anh quen quen. Ủa rồi rồi sao nghỉ? Dạ thì khi đó em về quê thì gia đình cũng bắt ép, cũng lớn tuổi rồi, cũng mong muốn là về quê lập nghiệp, có gia đình để cho ba mẹ yên lòng. Và rồi em đã từ chối, em không quay lại làm với chị anh chị nữa. Khi vào thì chị tuyển người gái thì em cũng chủ động nói chị để chị chủ động là tìm người mới. Rồi ráng lấy vợ đi rồi mời chị Hồ Quỳnh Hương qua hát bài. Qua hát bài nữa, trời ơi là bánh cưới bao vui luôn. Dạ. Anh ơi, cái mẫu bạn gái lý tưởng mà anh mong muốn là gì? Em cũng rất mong muốn là một cô gái thiên về truyền thống, nữ tính. Rồi. Đi bình. Chào em. Hôm nay em đến đây có món quà tặng anh ạ. Chúng ta có thể mở quà ra được không? Đúng rồi. Dạ được ạ. Mở đi Bình. Mình hãy quan tâm đến cái món quà của người tặng mình đó là gì. Lấy ra đi Bình. Lấy ra luôn. Anh có thể lấy ra cho khán giả cùng xem ạ. Ừ. Cũng một chiếc rồi nhỉ. Lấy ra. Lấy ra đi anh, lấy ra đi. Em cảm nhận thế nào về cái chiếc dép đó? Chứ anh thấy có ý nghĩa đó. Trước khi em chia sẻ về ý nghĩa của món quà em mang đến đây thì anh nhìn món quà anh cảm nhận được ý nghĩa của nó như thế nào ạ? Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn em đã tặng anh món quà. Thế nó chỉ là một đôi dép bình thường, đơn giản nhưng mà nó sẽ ý nghĩa và là một kỷ niệm với anh. Dạ đúng rồi, như anh nói là nó là một món quà rất là bình thường nhưng mà nó có một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Ý nghĩa sâu sắc lắm đấy. Theo em, thứ nhất là như quan niệm của người xưa thì khi mà một người con trai và người con gái quen với nhau, mình tặng một đôi giày hoặc đôi dép thì người đó sẽ đi mất. Như bây giờ hôm nay em tặng một chiếc thôi thì nếu mà được món quà trọn vẹn ý nghĩa hơn thì anh sẽ nhận được phần còn lại. Với lại là vì sao em không chọn đôi giày mà em chọn đôi dép? Tại vì khi mà dép nó thể hiện cho cái sự thoải mái thì em muốn là cái mối quan hệ của chúng ta bắt đầu một cách thoải mái nhất. Cảm ơn. Hãy bằng mọi giá lấy một chiếc dép, tìm một chiếc dép còn lại nhá. Và chiếc dép này nếu như nó được dép tổ ong thì hay nữa. Rồi, bây giờ hai bạn mình nói về cảm nhận của nhau khi gặp nhau rồi mình sẽ tính chuyện hẹn hò như thế nào. Anh hỏi trước đi ạ. Trong cái quan niệm về tình yêu thì em nghĩ thế nào? Thì như em trải qua hai mối tình nhưng mà có một mối tình là em yêu xa. Thì nói chung là về kinh nghiệm tình trường thì không có nhiều. Nhưng mà quan niệm của em là khi mà hai người đã quen với nhau, đến với nhau thì chân thành, chung thủy và cố gắng mình bù đắp cho những thiếu sót của nhau. Còn suy nghĩ của anh thì trong tình yêu thì không hoàn hảo. Yeah. Trên tình cảm thì anh nghĩ rằng là đến với nhau thực sự chân thành. Yeah. Còn trong hôn nhân thì anh nghĩ chất xúc tác rất quan trọng nhất cần cho một hôn nhân đẹp, đó là sự chung thủy. Qua tiếp xúc, trò chuyện và nhìn nhận thoáng qua thì anh thấy em là người phụ nữ của gia đình. Cảm ơn anh. Chị em hỏi một xíu là thường người ta hay nói là tài xế rất là trăng hoa. Thì anh như thế nào ạ? Suy nghĩ của anh thì ngày nào cũng vậy thôi, ngày nào cái quan trọng nhất là tâm tính, nhân phẩm của mỗi một người. Chứ không cứ thì là cứ là tài xế, là lái xe, là sẽ đa tình, sẽ phong lưu. Yeah. Em hy vọng là như vậy ạ. Bây giờ chúng ta trò chuyện cũng đã lâu rồi. Yeah. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại. Hai bạn nào tiến tới đi, tiến tới. Chúng ta hãy nắm tay nhau, nắm đi, để xem có một chút gì đó. Nắm hai tay luôn. Ừ đúng rồi. Chúng ta cảm nhận từ lúc nói chuyện cho lúc nắm tay, để xem cái hơi ấm nó có hợp với nhau hay không. Và trong giây phút này các bạn suy nghĩ điều gì về người đối diện, hãy nói cho nhau biết. Thật ra thì em nghĩ là đến với chương trình này cũng như là gặp anh là một cái duyên. Còn nợ thì không biết như thế nào. Đúng thì rồi. Sau này sẽ biết. Còn em? Dạ.
cảm xúc của em lúc này thì em thấy vui mừng vì đã được gặp Nhung và đã tự cho mình một cơ hội để đến với chương trình để tìm một người yêu thương. Nói chung những cái cảm xúc hiện nay nó lẫn lộn với nhau rất là khó nói. Em nghĩ là nếu mà khó nói quá thì thôi để nút bấm nói vậy. Đúng rồi, em đồng ý. Rồi bây giờ rồi, mời anh Bình, mời Nhung các bạn. Chúng ta sẽ về ghế để chúng ta tiến hành nè, bấm nút nha. Rất nhẹ nhàng, rất dễ thương. Xin mời hai anh chị đặt tay vào nút bấm. Đây là lúc kiểm tra lại con tim mình. Hãy hỏi cảm xúc của chính mình, đây thật sự có phải là một nửa mà mình tìm kiếm hay không? Các anh chị sẵn sàng nha. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, như vậy là một chút nuối tiếc. Bình, em phải cho mọi người biết được suy nghĩ của em, tại sao là không bấm. Dạ, trước tiên thì cho em xin lỗi cô, gia đình và xin lỗi bạn Nhung. Và cảm xúc ấy, thì tình yêu nó phải có cảm xúc thật. Dạ, thì em biết được bạn gái bên này có nhiều điểm là em rất mong muốn có một bạn gái, một bạn đời như vậy. Nhưng em cảm nhận là trái tim mình chưa thật sự rung động. Và em muốn bạn sẽ tìm một người bạn trai khác phù hợp hơn. Chúng ta phải sống thật bằng cái cảm xúc của mình. Vẫn giữ kỷ niệm của chính mình nha. Đây, giữ lấy, trân trọng chiếc dép đó nha.